Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tiếng Việt ngày 23 tháng 8 của đài truyền hình PTS Đài Loan. Hôm qua, một nhóm học sinh leo núi đến từ Bình Đông đã bị đàn ong vò vẽ tấn công trên đường mòn cổ thuộc khu vực Đài Đông. Có 3 người phải đưa đến bệnh viện cấp cứu, trong đó hướng dẫn viên 41 tuổi bị đốt đến hơn 50 vết, dẫn đến hôn mê. Mặc dù đã được cứu sống sau khi đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng tình trạng ngày một trầm trọng và đã tử vong vào sáng sớm hôm nay. Người nằm trên cáng chuẩn bị đưa đến bệnh viện cấp cứu là hướng dẫn viên 41 tuổi. Vào chiều 22, bị ong vò vẽ tấn công. Trong lúc đang hướng dẫn nhóm học sinh đến từ Bình Đông, đi leo núi tại đường mòn cổ Chin Sể Ính thuộc Đài Đông, cách lối ra khoảng 2,5 km, thì bất ngờ bị một đàn ong vò vẽ bay đến tấn công. Cũng may được sự cảnh báo của hướng dẫn viên, đa số các học sinh đều đã chạy thoát. Chỉ có hai em học sinh và hướng dẫn viên bị ong đốt. Nghiêm trọng nhất là hướng dẫn viên với hơn 50 vết ong đốt trên lưng đã hôn mê trên đường đến bệnh viện. Mặc dù đã được cấp cứu tiêm 3 mũi tăng nhịp tim nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi. Thời tiết đã bước sang thu, những người yêu thích leo núi cần phải cẩn thận. Theo các chuyên gia, khi leo núi không nên mặc trang phục sặc sỡ hoặc màu đen việc sử dụng nước hoa cũng là điều tối kỵ. Trên đường cần phải chú ý quan sát xung quanh, giữ một khoảng cách an toàn. Nếu gặp phải đàn ông cần giữ bình tĩnh, rút lui thật chậm rãi, không nên cùng một lúc bỏ chạy tán loạn khỏi hiện trường. Một cựu sĩ quan quân đội của Đài Loan bị tình nghi đã tổ chức nhóm làm gián điệp cho Trung Quốc. Người này đã dùng tiền mua chuộc nhiều quân nhân, thu thập các tin tức tình báo bí mật quốc phòng, thậm chí còn chỉ đạo quân nhân lái trực thăng quân sự đảo tậu. Hôm qua, tòa án tối cao đã đưa ra phán quyết đối với những quân nhân này, trong đó mức án cao nhất là 13 năm tù giam. Tuy nhiên, nghi phạm chính hiện vẫn bỏ trốn và đang bị truy nã. Ngày 22, tòa án tiến hành xét xử các bị cáo liên quan đến vụ án gián điệp, trong số đó có quân nhân đang phục vụ trong quân đội, bị cáo buộc đã tham gia ghi hình trong đoạn phim tuyên truyền đầu hàng quân giải phóng và thể hiện lòng trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo đó, cựu thiếu tá Hồ Tiêu bị xử 13 năm tù giam do tiếp xúc với nghi phạm chính là cựu sĩ quan họ Trần và nhận tiền để giới thiệu các cựu quân nhân khác cho tổ chức tình báo của Trung Quốc. Cơn cựu sĩ quan Hồ Trần nghi phạm chính của vụ án hiện đã bổ trốn và đang bị truy nã. Ngoài hai đối tượng trên còn có cựu trung tá Hồ Tạ, cũng bị giao nhiệm vụ lôi kéo các sĩ quan khác, thậm chí còn sử dụng một quân nhân tại ngũ lấy trực thăng quân sự để đào tẩu sang Trung Quốc, đồng thời chỉ đạo cho quân nhân này tham gia dự án phim tuyên truyền mang tính phản quốc, nên đã bị kết án 8 năm tù. Ngoài ra còn nhiều quân nhân khác bị kết án từ 5 đến 9 năm tù giam bao gồm nhiều sĩ quan và binh lính thuộc các đơn vị Bộ Chỉ huy Đặc công Hàng không và Lục quân và Bộ Chỉ huy Phòng vệ Kim Môn, đồng nghĩa với việc các đơn vị quân sự trên khắp Đài Loan và cả các đảo ngoài khơi đều có dính vào các hoạt động gián điệp của Trung Quốc. Bộ Quốc phòng cho biết tôn trọng phán quyết của tòa án và nhấn mạnh rằng trong những năm gần đây, hầu hết các vụ án gián điệp đều được phát hiện nhờ sự chủ động tố giác của chính các quân nhân. Trong những năm nay, rin, <threads> Bộ Quốc phòng nhấn mạnh trước bối cảnh hoạt động tình báo của Trung Quốc nhằm vào Đài Loan ngày càng tinh vi và ở mọi phương diện sẽ tăng cường công tác giáo dục bảo mật để ngăn chặn việc rò rỉ thông tin. Một người đàn ông ở Cao Hùng do không chịu được mùi từ quần áo giặt phơi của nhà hàng xóm nên đã thảo luận với hàng xóm và hai bên đi đến thống nhất sẽ không giặt quần áo trước 4 giờ chiều. Tuy nhiên sau đó do cảm thấy phiền phức nên người hàng xóm đã không còn hợp tác vì thế đã đâm đơn kiện lên tòa đòi người hàng xóm bồi thường 600.000 đài tệ. Nhưng người đàn ông này đã thua kiện trong phiên tòa sơ thẩm. Một người đàn ông sinh sống tại một con hẻm thuộc khu vực San Mín, thành phố Cao Hùng. Do không chịu nổi mùi nước giặt nồng nặc mỗi khi người hàng xóm ở đối diện phơi quần áo, nên hai bên có thảo luận với nhau và người hàng xóm cũng đồng ý sẽ không giặt và phơi quần áo trước 4 giờ chiều. Tuy nhiên sau đó, người hàng xóm không giữ lời hứa, mùi nước giặt quần áo lại bay vào nhà khiến người đàn ông này không chịu nổi, nên đã đâm đơn kiện yêu cầu đối phương bồi thường 600.000 đài tệ. Tuy nhiên, phiên tòa sơ thẩm cho rằng hai căn hộ cách nhau khoảng 6 mét cho dù có mùi nước giặt tỏa ra thì sự tổn hại cũng không nghiêm trọng, vì thế đã bác bỏ đơn kiện. Người đàn ông này không phục và cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo. Hiện nay đang là mùa hoa kim châm nở rộ. Hoa Kim châm trên núi Trư Khơ thuộc thị trấn Uy Lỷ, Hoa Liên cũng đang đua nhau khoe sắc. Tuy nhiên, tại núi Liêu Sứ Sứ thuộc xã Phu Lỷ do bị thiếu nước, nên hoa chỉ nở khoảng 30%. Hình ảnh từ núi Trư Khơ, thị trấn Uy Lì, huyện Hoa Liên cho thấy, hoa kim châm đang vào mùa nở rộ, vũ vàng cả một khu đồi. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ trận động đất mạnh ngày 3 tháng 4 và những cơn bão trong thời gian qua, khiến lượng du khách trong năm nay bị giảm mạnh. <laughs> Trong khi đó, tại núi Liêu Sử Sử xã Phú Lì, do ảnh hưởng của hàng hãng và ít mưa, hiện tại hoa kim châm chỉ mới nở khoảng 30%. Để giúp người nông dân cứu vạn mùa hoa kim châm, Sở Thúy Lợi cũng đang cho xây dựng một hồ chứa nước lớn trên núi Liêu Sử Sử cùng là vùng núi trồng hoa kim châm nhưng lại có hai cảnh tượng hoàn toàn đối lập. Điểm chung duy nhất là lượng du khách đều giảm mạnh, khiến nhà nông và các hộ kinh doanh nhà nghỉ đều lo lắng cho tình hình kinh tế trong năm nay. Chính quyền thị trấn Duy Lì cho biết mùa hoa kim châm trên núi Trư Khơ dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 9. Trong khi đó, theo đánh giá của Hội Nông nghiệp xã Phú Lì, hoa ở núi Lưu Sử Sự sẽ vào mùa nở rộ trong tháng 10. Hiện tại giao thông và đường lên núi đều thông suốt. Sau hơn 4 năm đóng cửa biên giới do đại dịch COVID, Triều Tiên quyết định sẽ mở cửa trở lại đón khách du lịch quốc tế vào cuối năm nay. Điểm mở cửa đầu tiên là Samjeon, một thành phố gần biên giới Trung Quốc, sau đó sẽ dần dần mở rộng sang các điểm du lịch khác. Hai công ty du lịch Korea Tour có trụ sở tại Bắc Kinh và KDG ở Thẩm Dương vừa đồng loạt đăng tải thông tin trên mạng xã hội cho biết chính phủ Triều Tiên đang chuẩn bị mở cửa đón khách du lịch quốc tế. Thành phố du lịch đầu tiên được mở cửa trở lại tại Triều Tiên không phải là những địa điểm nổi tiếng trước đây, mà là thành phố Samcheon, thuộc tỉnh Rangkang, nằm gần biên giới với Trung Quốc. Từ năm 2017, chính phủ Triều Tiên đã bắt đầu đầu tư xây dựng nhiều công trình mới tại đây và hoàn thiện vào năm 2021 để đưa vào phục vụ du lịch, nhưng lại gặp phải đại dịch COVID-19. Theo thông tin từ chính quyền Bình Dương, thành phố Samcheon được cho là vùng đất thiêng liêng vì không chỉ có ngọn núi Trường Bạch Huyền Thoại, đỉnh núi cao nhất bản đầu Triều Tiên, mà còn là vùng đất từng là căn cứ địa bí mật của quân kháng chiến Triều Tiên và cũng được cho là nơi sinh ra nhiều anh hùng kháng chiến chống Nhật ưu tú, trong đó bao gồm cả nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành. Theo công ty du lịch Koryo, đơn vị đã tổ chức các tour du lịch tới Triều Tiên trong hơn 30 năm. Đại dịch đã khiến ngành du lịch quốc tế của Triều Tiên bị gián đoạn hơn 4 năm, một tình trạng chưa từng xảy ra trước đây. Từ thời điểm hiện tại cho đến khi mở cửa hoàn toàn cho du khách quốc tế vào cuối năm, Triều Tiên đã bắt đầu khởi động các tour dành cho du khách đến từ Nga, Trung Quốc, Hồng Kông và Macau, cho phép họ nhập cảnh theo hình thức đoàn riêng đã dự kiến sẽ mở cửa đón khách du lịch quốc tế sớm nhất vào mùa đông năm nay. Tuy nhiên, các công ty du lịch đại diện của nước này cho biết họ chào đón du khách đến từ khắp nơi trên thế giới ngoại trừ Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Trước khi kết thúc, xin mời quý vị cùng đón xem hình ảnh hà mã tại vườn thú Berlin.